Xin thân ái gửi lời chào tới quý vị thính giả và các bạn. Hôm nay hân hạnh mời được ba sinh viên trẻ là Trang, Sarah và Charlie tới nói chuyện với đề tài cách nào đối phó với sự thúc đẩy để ra mặt nhận mình là người đồng tính luyến ái, lưỡng tính hay điều chỉnh giới tính trong thời điểm đi học đại học. Thưa quý vị và các bạn, tiến trình coming out có nghĩa là ra mặt nhận mình là người đồng tính luyến ái là một tiến trình rất quan trọng trong cuộc sống của người đồng tính luyến ái. Trong tiến trình ra mặt này, người đồng tính luyến ái trước hết chấp nhận mình là người đồng tính luyến ái, rồi sau đó sẽ nói cho gia đình, bạn bè và thế giới xung quanh biết mình là người đồng tính luyến ái. Đây là một tiến trình rất quan trọng, bởi vì đa số người đồng tính luyến ái chỉ được sống vui, thoải mái và trọn vẹn sau khi đã ra mặt sống thật với bản chất đồng tính luyến ái của mình. Trong số quý vị, chắc có người đã thắc mắc là tại sao không giữ trong lòng mà lại phải nói ra tôi là người đồng tính luyến ái. Thưa quý vị và các bạn, tại vì một số người dị tính luyến ái có sự quyết đoán rằng ai sinh ra cũng là người dị tính luyến ái hết. Sự quyết đoán đó sai và thiếu sót, bởi vì về khuynh hướng tính dục, ngoài dị tính luyến ái ra còn có lưỡng tính này, có đồng tính luyến ái nữa này. Trong cuộc sống hàng ngày, trong sự tiếp xúc với người khác, nếu mà người đồng tính luyến ái không tiết lộ bản chất đồng tính luyến ái của mình ra thì sẽ bị đối xử như là một người dị tính luyến ái. Như thế sẽ đưa tới sự ngộ nhận, sự hiểu lầm, sự khó xử cho người đồng tính luyến ái. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi buổi nói chuyện của ba sinh viên trẻ là Trang, Sarah và Charlie. Có em sinh ra và lớn lên tại Mỹ và có em sang Mỹ khi còn rất nhỏ. Nên bây giờ, ba em còn nói được tiếng Việt là điều rất là quý, đó là một điều rất là đáng khen ngợi. Nhưng tiếng Việt của các em nói đôi khi không được chuẩn, lắng nghe mới hiểu được. Mong quý vị niệm tình tha thứ, thông cảm cho các em và tiếp tục theo dõi buổi nói chuyện của ba sinh viên trẻ Trang, Sarah và Charlie. Chân thành cảm ơn. Tên tôi là Charlie, em đang học năm cuối ở đại học. Tôi không nói chuyện với ba má tôi về đề tài đồng tính luyến ái, nhưng suốt đời tôi, ba má tôi luôn bảo tôi đừng có làm giống như mấy thằng bóng. Vì vậy, tôi luôn biết rằng ba má tôi nghĩ sao về những người đồng tính luyến ái. Họ luôn ra về rất là khó chịu khi nghe hoặc nhìn thấy người đồng tính luyến ái, nhất là hai người nam. Má tôi làm trong ngành mỹ phẩm thời trang nên khách hàng thường xuyên là người đồng tính luyến ái. Má tôi có thể chịu đựng được khách hàng là người đồng tính luyến ái, nhưng bà không thể nào chấp nhận con trai của mình là người đồng tính luyến ái.
Tôi đã có sự thức dậy ra mặt nhìn mình là người đồng tính luyến ái với ba má tôi nhiều lần, nhưng cuối cùng tôi quá sợ hãi ra mặt nhìn với ba má. Tại lúc này, tôi không biết ba má tôi sẽ phản ứng như thế nào và không biết ba má tôi sẽ còn tiếp tục yểm trợ tôi về học vấn và tài chính hay không. Tôi không sợ ra mặt nhìn mình là người đồng tính luyến ái với gia đình tôi như là với họ hàng, bởi vì tôi biết rằng một khi mà họ hàng biết, họ sẽ đồng nhắm và ba má tôi sẽ mất mặt hoặc bị rứt phép đuổi ra khỏi nhà thờ. Đã có và lần tôi nghe một người cô của tôi nói với những em họ của tôi rằng đừng đến gần tôi quá vì tôi có vẻ bóng và có thể sẽ lây đến chúng. Tôi đã ra mặt nhìn mình là người đồng tính luyến ái với họ hàng thực thế hệ trẻ hơn hay cùng thế hệ với tôi như là anh chị em họ của tôi. Vào lúc này, ba má tôi đã bảo tôi tập trung vào việc học và chuẩn bị nghề nghiệp. Vì thế, ba má tôi đã không thúc đẩy tôi tìm bạn đời. Nhưng một vài họ hàng đã đề cập với tôi một vài lần là như có một cô bạn gái thời thơ ấu thì sẽ đẹp tôi như thế nào và tôi nên tin chuyện cưới cô bạn này tại Việt Nam. Trong những cuộc thảo luận của gia đình và họ hàng sẽ hỏi tôi có bạn gái chưa và nói với tôi về những anh em họ khác đã kết hôn hoặc đã hứa hôn. May mắn cho tôi có một người em trai mà tôi có thể một cách ích kỷ đầy gánh nặng lên em tôi. Tôi thường bảo ba má tôi và họ hàng rằng tôi không phải có con hay tôi sẽ kết hôn khi lớn tuổi hơn bây giờ nhiều. Nếu ba má tôi muốn có cháu thì em trai tôi có thể làm vợ lòng ba má tôi. Tôi đã dần dần ra mặt nhìn mình là người đồng tính luyến ái với anh chị em họ và em trai tôi trong thời gian học đại học, cũng như với bạn bè và đồng nghiệp. Nhưng tôi không ra mặt là người đồng tính luyến ái với ba má tôi hay những người lớn tuổi trong gia đình và họ hàng. Thứ nhất, ba má tôi luôn bảo rằng ba má sẽ luôn yêu thương con dù bất cứ thế nào vì con là con của ba má. Mỗi khi nghe câu nói này, tôi luôn muốn ra mặt nhìn mình là người đồng tính luyến ái với ba má ngay lúc đấy, vì tôi thật sự hy vọng rằng ba má tôi tin những lời họ nói. Nhưng tôi chẳng bao giờ có thể chắc chắn điều này. Thứ hai, ba má tôi chỉ mong rằng tôi là một người tốt và có cuộc sống hạnh phúc và ổn định. Tôi nghĩ tôi chưa sẵn sàng ra mặt nhìn mình là người đồng tính luyến ái với ba má tôi trước khi tôi đã đạt được sự ổn định này. Đó là con ẩn việc làm tốt và có người yêu chân thật. Tôi muốn chứng minh cho ba má tôi thấy rằng tôi có thể có cuộc sống hạnh phúc và bình yên dù rằng tôi là người đồng tính luyến ái. Tôi muốn tập trung vào việc học để chuẩn bị cho mình có công ăn việc làm tốt sau khi tốt nghiệp, và tôi cũng mong tìm được người yêu chân thật. Như tôi đã nói ở trên, tôi muốn chứng minh cho ba má tôi thấy rằng tôi có thể có cuộc sống hạnh phúc và bình yên dù rằng tôi là người đồng tính luyến ái. Lúc tôi phải đi học xa, tôi mới thấy quý hơn mối quan hệ của tôi với gia đình. Ba má và em trai là sức sống của tôi. Tôi rất buồn khi ba má và em trai tôi không thấy được con người và bản chất thực sự của tôi, không thấy được phía hạnh phúc của con người tôi.
Chào quý vị, em tên là Trang và bây giờ đang sống ở San Jose. Em cũng mới tốt nghiệp ở UC Berkeley. Trước đây tôi có nói chuyện với bố về đề tài đồng tuyên luân ái. Ông đã rất chống đối và cho đấy là một điều kỳ dị. Bố tôi nói rằng hai người đàn ông hôn nhau thì gớm quá, nhưng hai người nữ hôn nhau thì tạm chấp nhận được. Mẹ tôi thì luôn nói rằng những người đồng tuyên luân ái muốn làm gì thì làm, ngay cả kết hôn hợp pháp. Tuy nhiên bà cũng khuyên tôi đừng có quan hệ với những người đó vì họ chỉ biết chơi và rượu chè thôi. Đôi khi, thật là khó khăn cho tôi phải giữ khuyên hướng đồng tính luân ái là một bí mật và luôn luôn nói dối. Nhưng tôi cũng rất sợ hãi về chuyện ra mặt vì lo ngại làm cho bố mẹ tôi thất vọng. Tôi nghĩ họ hàng là một cản trở ngăn cản tôi ra mặt với gia đình, với cha, mẹ. Bởi vì những người họ hàng là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi, mà họ hàng không biết tôi là người đồng tính luân ái. Họ nghĩ tôi là người dị tính luân ái và thường làm mai mối cho tôi với người khác phái. Tôi chỉ nói với những anh chị em họ thôi, nhưng không nói với những họ hàng lớn tuổi hơn. Những anh chị em họ thì tất cả cũng đã rất ủng hộ tôi. Tôi thường được họ hàng làm mai mối cho. Họ hàng của tôi thì luôn luôn muốn làm mai mối bằng cách giới thiệu tất cả những người con gái trong gia đình tôi với bác sĩ hoặc luật sư. Tuy rằng chính con cái họ đã sống theo lối sống không theo quy ước như một người thì đi tu, người khác thì đi lính, còn người nữa thì đang hẹn hò với một chàng Mỹ trắng. Dạ, tôi cứ rời đi và cố gắng là một người con ngoan và hiếu thảo. Tại đại học thì tôi đã ra mặt nhận mình là người đồng tính luân ái với tất cả bạn bè và anh chị em họ. Nói chung thì tôi thoải mái công khai là người đồng tính luân ái với tất cả những người ở lứa tuổi của tôi. Đối với những người lớn tuổi hơn thì khó khăn hơn. Đại học thì đã giúp tôi trở nên thoải mái hơn về khuynh hướng tính dục của tôi, bởi vì người ta thì thấy cởi mở hơn. Và lý do là bố mẹ tôi đã làm việc khổ cực để tôi có ngày hôm nay. Bố mẹ tôi đã chạy trốn khỏi Việt Nam và nhảy từ việc nọ tới việc kia, đã hy sinh rất nhiều để tôi có những đặc quyền, được hưởng nhiều điều tốt đẹp như bây giờ. Tôi cảm thấy như là tôi sẽ làm bố mẹ tôi đau lòng nếu tôi nói với bố mẹ tôi là người đồng tính luôn nói. Bởi vì trong mắt bố mẹ tôi thì khuynh hướng đồng tính luôn ái là điều không tốt. Tôi cứ lờ đi và cố gắng làm một người con ngoan và hiếu thảo. Tôi ghét sống mà phải giấu giếm một bí mật lớn và tôi cảm thấy như là tôi luôn luôn nói dối với bố mẹ tôi. Tôi ao ước tôi có thể chia sẻ với bố mẹ tôi một phần lớn của cuộc đời tôi, bởi vì tôi có thể nói với bố mẹ tôi về mọi chuyện ngoài trừ việc tôi là người đồng tính luân ái. Tên tôi là Sarah, tôi đang đi học ở Santa Barbara. Bố mẹ tôi đã thường hỏi tôi có phải tôi là người đồng tính luân ái. Sau khi tôi ra mặt là người đồng tính luân ái, bố mẹ tôi đã lờ tôi đi. Vì vậy, bây giờ bố mẹ tôi và tôi không nói về chuyện đó nữa. Tôi chưa ra mặt nhận mình là người đồng tính luân ái với họ hàng tôi. Bố mẹ tôi không cho phép tôi làm như vậy vì họ sợ rằng người ta sẽ không chấp nhận. Tôi rất buồn vì không thể chia sẻ được những gì riêng tư trong cuộc sống của tôi với họ. Là người đồng tính luân ái có rất nhiều ảnh hưởng trong việc làm, trong vấn đề học hành, cũng như những mối quan hệ trong cuộc sống của tôi. Nhưng tôi lại không thể nói về những vấn đề này với họ được.
Tôi thường phải vẽ không sự thật để nói về những gì tôi đang làm. Gia đình thường hỏi tôi có bạn trai chưa. Tôi làm như là tôi tập trung vào việc học. Bởi vì tôi đã ra mặt nhận mình là người đồng tính luyến ái tại trung học. Lúc mà tôi ra mặt nhận mình là người đồng tính luyến ái, tôi đã gặp nhiều trở ngại vì bố mẹ tôi xem đồng tính luyến ái là sự chọn lựa, là tôi làm gì đó khác người để được sự chú ý. Bố mẹ tôi khuyên tôi nhìn cẩn thận và nêu ra những thí dụ như là sự kỳ thị tại chỗ làm hoặc bị đàn áp, và khuyên tôi đừng quá biểu lộ nam tính, cắt tóc nhanh, vân vân. Tôi hiểu ý tốt của bố mẹ tôi, nhưng tôi không thể từ chối bản chất thật của tôi. Đứng dáng vẻ bề ngoài và sự biểu lộ giới tính của tôi ở bên ngoài sự suy nghĩ tưởng tình của xa hỏi, nhưng đó mới chính là tôi. Tôi tự biết tôi không đủ khả năng và không được trang bị đủ để đối phó với những lời chê bai và chế giễu của gia đình cũng như của họ hàng về con người tật của tôi, nên chỉ có cách là phải che giấu bản chất thật của mình và từ nhựa lòng là cuộc sống sẽ bình yên. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa nghe ba sinh viên trẻ là Trang, Sarah và Charlie nói về tiến trình coming out, có nghĩa là ra mặt nhận mình là người đồng tính luyến ái với cha mẹ, với gia đình và bạn bè khi những sinh viên này bước vào đại học. Trong ba sinh viên trẻ này, chỉ có Sarah đã ra mặt là người đồng tính luyến ái với bố mẹ. Sự ra mặt này đem lại cho Sarah buồn hơn là vui. Buồn vì cha mẹ Sarah đã không hiểu về khuynh hướng đồng tính luyến ái, đã cho khuynh hướng đồng tính luyến ái là sự chọn lựa và cho rằng Sarah đã làm gì đó khác người để được sự chú ý. Ngoài ra, bố mẹ Sarah không muốn Sarah ra mặt là người đồng tính luyến ái với họ hàng. Điều này gây khó khăn cho Sarah bởi vì Sarah không thể nói sự thật về cuộc sống của Sarah với họ hàng. Sarah đã tâm sự rằng Sarah thường phải bẻ cong sự thật để nói với họ hàng về những gì Sarah đang làm. Trong khi đó, Trang đã tốt nghiệp đại học rồi mà vẫn chưa dám nói cho cha mẹ biết Trang là người đồng tính luyến ái. Trang đã tâm sự rằng Trang có thể nói đủ mọi thứ chuyện với cha mẹ ngoại trừ việc Trang là người đồng tính luyến ái, vì Trang lo sợ làm cha mẹ Trang bị thất vọng. Trang vẫn còn phải che giấu cái phần quan trọng trong cuộc sống của Trang. Như vậy thì cuộc sống của Trang không được thoải mái, không được trọn vẹn. Charlie cũng thế, sắp tốt nghiệp đại học rồi mà Charlie vẫn chưa dám nói cho bố mẹ biết Charlie là người đồng tính luyến ái. Charlie đã tâm sự rằng Charlie rất buồn là bố mẹ và em trai không thấy được con người và bản chất thật sự của Charlie. Vì vậy, rất mong rằng nếu quý vị phụ huynh nào nghe buổi nói chuyện của ba sinh viên trẻ là Trang, Sarah và Charlie, xin hãy mở rộng trái tim, mở rộng vòng tay đón nhận và chấp nhận con cái là người đồng tính luyến ái. Bởi vì trong cuộc phỏng vấn trước đây, bác sĩ Võ Xuân Dũng cho rằng để yêu thương những con trai, con gái của chúng ta thật sự phải chấp nhận họ. Và nếu chúng ta không chấp nhận họ, thì điều đó sẽ đẩy họ vào nguy cơ không tốt cho sức khỏe nói chung và sức khỏe tâm thần nói riêng. Mong quý vị thính giả cũng như quý vị phụ huynh suy ngẫm nhiều về thông điệp này. Chân thành cảm ơn. Xin chào tạm biệt quý vị thính giả và các bạn.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình nói chuyện kỳ tới. Thành thật cảm ơn. Mời Trang, Sarah và Sally gửi lời chào tạm biệt tới thính giả của chương trình. Dạ, Trang cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Trang hy vọng quý vị hiểu được những gì mà chúng em muốn nói. Mời Sarah. Thank you so much for listening, and thank you for the opportunity for me to share my story. Mời Sally. Thank you everyone for listening. We are really sorry if our Vietnamese isn't like up to par, but we really enjoy our time here and thank you for the opportunity. The wind is playing with your hair. I'm watching it painting circles in the air. You're smiling at me like only you could do, like a perfect dream. And that dream is you. The sun is lighting up your face. We stayed up all night and listened to the rain. Like music kept on playing like a drum. With you in my arms, I'm the lucky one. And I wanna spend the day making love a thousand ways and more. Baby, every time we're kissing, I know it is forbidden, but I can't stop. No, I can't stop. Your body's on my body, I know you really got me, 'cause I can't stop. No, I can't stop. Even if I'm trying, I could never pull away. And when we I'm the lucky one.